Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Sui đây. Chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta đã từng xem bộ phim Titanic. Con tàu Titanic lớn và hiện đại nhất trong lịch sử lúc bấy giờ bị chìm sâu xuống đáy đại dương khi va vào một tảng băng trôi khổng lồ. Đây là ví dụ điển hình cho nguyên lý tảng băng trôi. Ứng dụng tiêu biểu nhất của thuyết này là ngành quản trị nhân sự. Tuy nhiên, nó hoàn toàn vẫn có ý nghĩa khi đặt trong vấn đề quân sự. Cũng chính vì va phải tảng băng trôi hình người mà chiến dịch Mậu Thân sụp đổ. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có nằm mơ cũng không ngờ căn cứ mật của Việt Cộng đã bao phủ Sài Gòn trước Tết Mậu Thân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Thuyết tảng băng trôi được chia là 3 phần. Phần nổi là phần chúng ta có thể nhìn thấy. Phần thứ hai chúng ta vừa thấy vừa không thấy. Phần 3 của tảng băng chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy. Áp dụng công thức này vào chiến dịch Mậu Thân thì nguyên do Việt Nam Cộng Hòa thất bại chủ yếu đến từ phần thứ 3, phần họ hoàn toàn không nhìn thấy, theo đúng nghĩa đen. Việt Nam Cộng Hòa mong tiễn đối thủ về với lòng đất, Việt Nam Cộng Hòa like thì đối thủ afternoon, nhưng không xuống huyệt mà họ ở hầm. Căn cứ mật của Việt Cộng thì nhiều như cát trên sa mạc. Trong video số này, chúng ta sẽ chỉ đi qua sương sương một số địa điểm, anh em nha. Một trong những địa chỉ đỏ thuộc căn cứ mật này là Nhan Hương Quán. Nhan Hương Quán một thời từng là nơi tụ tập của lính Mỹ, lính Việt Nam Cộng Hòa nằm bên trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên. Câu chuyện về nơi đây được chia sẻ bởi nhân chứng sớm có mặt tại Nhan Hương Quán là ông Nguyễn Văn Thân, hoạt động từ năm 1965 bên trong hàng ngũ của địch, và chiến sĩ Giao Liên Nhí ngày xưa, ông Trần Văn Phùng, sinh năm 1968, cháu ruột của ông Ba Từng, chủ quán. Người đứng ra thành lập quán là ông Nguyễn Văn Từng, sinh năm 1913, tại Trà Vinh. Ông xây quán bằng khoản tiền tích cóp, đặt tên là Nhan Hương, theo tên người vợ đã mất. Bản vẽ Nhan Hương Quán của ông Ba Từng trong hồ sơ xin phép xây dựng được trưng bày tại không gian quán. Ông Nguyễn Văn Thân, nguyên cán bộ phòng quân báo miền A54, trưởng ban liên lạc khối điệp báo đơn vị A54, khu vực phía Nam, hoạt động trong hàng ngũ của địch kể. Từ trước Quốc Khánh 1974, Nhan Hương Quán dừng mọi hoạt động bí mật. Các chiến sĩ biệt động thất bật chuẩn bị công tác đón, dẫn đường cho bộ đội giải phóng miền Nam. Thảo Cầm Viên được xem là địa điểm lý tưởng cho hoạt động bí mật vì hai yếu tố quan trọng là nơi tham quan, vui chơi giải trí, thu hút đông người. Các cán bộ cách mạng có thể ra vào dễ dàng mà không bị nghi ngờ. Thảo Cầm Viên nằm ở vị trí đắc địa, gần các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn nên thuận lợi cho việc chỉ đạo các chiến dịch. Vì thế Bộ Tư lệnh miền đã chọn nơi đây để xây dựng cơ sở hoạt động ẩn giấu sau quán ăn. Sau khi hoạt động, quán là cơ sở nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo quân khu và chỉ huy biệt động thành đến công tác, nhận chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Cũng là nơi lãnh đạo gặp gỡ chiến sĩ để đưa ra chỉ đạo và động viên tinh thần trước các trận đánh. Bức tường xanh phía sau quầy thu ngân là căn phòng ngủ vợ chồng ông Từng. Bên trên là căn hầm bí mật nuôi giấu cán bộ. Quán nằm ở trung tâm Sài Gòn, thu hút đông thực khách nên cũng là cơ sở kinh doanh để nuôi sống gia đình ông Từng và cung cấp tài chính cho cách mạng. Các nhân viên trong quán đều là người nhà của ông Từng, ai cũng ủng hộ việc nuôi giấu cán bộ, biệt động, đảm bảo hoạt động luôn được bí mật. Quán Nhan Hương tiếp đón nhiều khách là quân nhân, nhân viên an ninh, phục vụ quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhưng không ai phát hiện ra điểm bất thường. Điều này càng củng cố yếu tố bí mật, giúp giữ vững căn cứ. Đến với quán, du khách sẽ được giới thiệu về một chi tiết bất thường trong quán, chính là diện tích kệ tiếp thực lớn hơn bình thường. Đây chính là hộp thư đa năng của chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Phần dư ra của kệ tiếp thực có chức năng như một căn hầm bí mật tạm giấu tài liệu, vũ khí. Từ căn hầm tạm là quầy tiếp thực, tài liệu và vũ khí sẽ được bí mật vận chuyển ra bồn chữ đá phía sau cất giấu. Theo lời kể của các nhân chứng, trong cuộc tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968, quán là hậu cứ quan trọng cho các trận đánh vào Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng tham mưu. Từ năm 1963 đến ngày thống nhất đất nước, quán Nhan Hương đã hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn, bí mật cho cán bộ quân khu, biệt động, quần báo đến chú ém và nhận chỉ thị một số trận đánh. Suốt thời gian dài tồn tại ngay trong lòng địch 1963 đến 1975, hàng ngày khách đến Nhan Hương quán có nhiều sĩ quan Mỹ và nhân viên an ninh phục vụ cho chính quyền cũ, nhưng địch không hề phát hiện dấu hiệu khả nghi nào. Trong rất nhiều cuộc ăn nhậu của chúng, các nhân viên phục vụ quán đã nắm được nhiều bí mật quân sự của địch. Những thông tin này đã được ông Từng thu thập, đối chiếu, báo lên trên để kịp thời có biện pháp ứng phó. Ông Phùng, cháu của ông Ba Từng kể lúc bấy giờ đã biết ông nội mình đi theo cách mạng, nên bản thân ông mỗi khi đến quán ăn cũng rất cẩn thận, đề cao cảnh giác.
và tự ý thức bảo vệ ông nội cùng các đồng chí của ông. Những người trong gia đình luôn coi việc an toàn, bảo mật là trách nhiệm của mình. Điều này đã góp phần giúp quán Nhan Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò vỏ bọc để hoạt động cách mạng. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thần kể, công tác phối hợp giữa phòng quân báo miền với các cơ sở cách mạng, trong đó có Nhan Hương quán, rất chặt chẽ, tuyệt đối bí mật và bảo đảm an toàn cho cơ sở. Nhiều thông tin từ quán Nhan Hương truyền về đã được cấp trên chọn lọc, điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến trong các trận đánh của lực lượng biệt động, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 2014, quán Nhan Hương được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Quán được trùng tu, bảo tồn, bổ sung tư liệu, hiện vật để phục vụ tham quan, giáo dục lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí không gian tái hiện cảnh buôn bán, sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Tường với nhiều khu vực như nhà bếp, nơi nấu ăn, chỗ ngủ, các bàn ăn, khu vực tính tiền để ghi dấu một cơ sở cách mạng trong thảo cầm viên ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Một phần khác của tảng băng trôi hình người, căn cứ bí mật nằm trong con hẻm tấp nập trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là căn nhà số 287/70. Nơi đây có căn hầm bí mật từng là nơi cất giấu gần 2 tấn vũ khí của biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Căn nhà số 287/70 nằm trên hai con hẻm thông nhau qua hai đường Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần, có diện tích khoảng 37m², dài 14,9m, rộng 2,5m. Nhìn bên ngoài, căn nhà nhỏ bình dị như nhiều căn nhà của người dân lao động trong ngõ hẻm này. Tuy nhiên, bên trong đó có cả một hệ thống hầm bí mật được thiết kế công phu, cất giấu gần 2 tấn vũ khí, 350kg thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, 15 súng AK, súng B40 và 3.000 viên lựu đạn. Điều đặc biệt hơn nữa là căn nhà nằm ngay giữa trung tâm thành phố, gần Dinh Độc Lập. Tất cả các hoạt động đào hầm, vận chuyển, cất giấu vũ khí đều được giữ bí mật, an toàn tuyệt đối. Năm 1966, ông Trần Văn Lai đã mua lại căn nhà này làm nơi cất giấu vũ khí của biệt động Sài Gòn. Căn nhà có diện tích khoảng 37m². Theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Thành Trì, người trực tiếp trông coi di tích và hướng dẫn tham quan cho du khách, thì người có công lớn làm nên điều đặc biệt này là anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, biệt danh là Nam Lai, Mai Hồng Quế, và vợ là bà Đặng Thị Thiệp. Cả hai đều là chiến sĩ biệt động thành. Cuối năm 1965, ông Trần Văn Lai vừa làm việc tại Dinh Độc Lập với danh nghĩa thầu khoán 5 USOM, do ông thường vào cơ quan USOM của Mỹ đấu thầu, vừa hoạt động bí mật trong đơn vị bảo đảm của biệt động Sài Gòn. Theo chỉ đạo của cấp trên, năm 1966, ông Trần Văn Lai đã mua căn nhà này. Lấy cớ cần đào hố ga làm nhà vệ sinh, ông Lai đào căn hầm bí mật để cất giấu các loại vũ khí được truyền từ ngoại thành vào. Ròng rã hơn 7 tháng trời, vừa tính toán thiết kế, vừa thi công trong bí mật, vợ chồng ông Trần Văn Lai đã hoàn thành căn hầm bí mật. Theo đó, nắp hầm nhỏ nằm giữa phòng khách, hầm chứa được khoảng 15 người, hơn 2 tấn vũ khí, có cửa thoạt hiểm và các lỗ thông khí. Đây được xem là căn hầm lớn nhất, có thiết kế chắc chắn và chứa nhiều vũ khí nhất tại nội thành Sài Gòn lúc bấy giờ, góp phần làm nên những trận đánh xuất quỷ nhập thần của lực lượng biệt động Sài Gòn. Chính từ căn hầm này, đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sĩ biệt động đội 5 đã tập trung để nhận vũ khí. Đội xuất phát trên 3 ô tô và một chiếc Honda tiến về Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đội 5 đã thực hiện trận đánh táo bạo, vàng dội. Sau trận đánh, địch cho người đến bắn phá căn nhà vì chúng nghi đây là nơi trú ngụ của đội biệt động. Ông Nam Lai bị đẩy ra Côn Đảo, căn nhà rơi vào tay Mỹ, nhưng Mỹ không biết có hầm vũ khí ở dưới. Mãi sau ngày thống nhất gia đình, ông Trần Văn Lai mới có cơ hội trở lại căn nhà và phục hồi nguyên trạng. Căn hầm từng là nơi cất giấu hơn 2 tấn vũ khí, gồm 350kg thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, 15 súng AK và 3.000 viên đạn, súng ngắn, súng B40, lựu đạn. Sau giải phóng, ông Trần Văn Lai và gia đình chuộc lại căn nhà trên và phục dựng lại. Năm 2002, ông Lai qua đời. Ông Trần Vũ Bình, con trai ruột ông Trần Văn Lai, đã bền bỉ cất công tìm kiếm, mua lại những hiện vật, tư liệu và gặp các nhân chứng về biệt động Sài Gòn. Đến nay, ông Trần Vũ Bình đã sưu tầm được 10.000 tư liệu, hiện vật về biệt động Sài Gòn. Mỗi hiện vật là một câu chuyện sinh động. Ông Bình cũng đã dành hàng chục năm trời để phục dựng nguyên trạng căn nhà số 287/68/70 với hai hầm nổi, hộp thư bí mật và sưu tầm nhiều hiện vật xưa trưng bày tại đây để làm sống dậy căn nhà. Cha tôi và các cô chú biệt động đã gian khổ hy sinh cho đất nước mà không cần được báo đáp, không cần giành lợi. Vì vậy, tôi và gia đình đã bảo tồn và phát triển lại những gì của ông cha ngày xưa
và mong ước niềm tự hào đó được lan rộng ra cả cộng đồng, đến với tất cả mọi người, truyền lửa cho lớp trẻ hôm nay và mai sau. Ông Trần Vũ Bình cho hay, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu là chứng tích sống động cho lòng yêu nước, trí thông minh, tinh thần quả cảm của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, trở thành địa chỉ tham quan hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Di tích này cũng đã vinh dự được đón nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đến thăm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1911-2013 khi đến thăm căn hầm này đã khen ngợi tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Được biết, mỗi năm di tích hầm bí mật chứa vũ khí của biệt động Sài Gòn đón khoảng 2.000 lượt khách đến tham quan, phần lớn là các khách quốc tế, đoàn học sinh, sinh viên. Để phục vụ giới trẻ đến đây tham quan, trong đó có thế hệ con cháu các biệt động Sài Gòn năm xưa. Con trai ông Trần Văn Lai đã thiết kế một quán cà phê ngay tại di tích này để họ có thể trải nghiệm, tìm tòi về một quá khứ hào hùng của các biệt động Sài Gòn cùng những kỷ vật mang dấu ấn thời gian.